Rồi em nhá, hôm nay tôi sẽ đi nấu mì ở đây, em cùng nó xem video chúng tôi nhá. Được, ăn phải lấy ba trứng ba mì nha nhá. Em ăn cái nhá này. Tí nữa ăn con này thôi, ngoài cửa không có. Lấy đâu nữa. Mì ơi, lấy nồi mang cả nước luôn nhá. Cho mì vào từ bóng á. Đúng rồi, xong rồi sạch theo á. Nẹt đây. Ừ. Ngủ chưa để tối đi nẹt chứ. Hôm qua con mẹ lên xem là cái tối từ 7 giờ. Bảo quảng vào đúng 15 phút thôi. Thì anh chị đúng 15 phút tôi lên xem tiếp. Mẹ vào nẹt 8 giờ, 9 giờ. 10 giờ bạn chưa về. Hôm qua bố anh xem là 10 giờ mới mấy phút mới về. 9 rưỡi là quảng bắt đầu là từ nẹt. Nóng quá, nóng quá, nóng quá. Ông em xuống ném thì em trên Liên Quân với cả như nhỉ. Lấy lấy lên Google Maps nha chứ. Không tải Free Fire cho mắt chơi. Có Free Fire nhưng mà không chơi. Bởi vì ấn nhiều. Em chỉ chơi Liên Quân thôi. Đang cả quyển giấy và kiểu gì 80 trang. Nhìn này, nhìn này, nhìn này. Anh không zoom vào lãng vào. Đây vì lệ gọi là quất thịt thì ngại. Mùi nó chứ đi mẹ sưng phổ luôn. Đây sẽ chém từ đó nha. Mẹ đáng cho đầu lưỡi chưa? Chạy vô, chạy vô, chạy vô. Ủa mẹ, ủa mẹ, ủa mẹ, mẹ làm nước chứ nào. Bán nước có nước luôn nhỉ. Cho nó hư cho nó nhanh khô. Nó chặt nó hư cho nó nhanh khô. Vì cứ kêu nhóm đửa mại giấu được. Hôm qua chẳng qua đã đéo giấy. Hôm qua anh nó với lấy quyển nói chứ đi mẹ. Hôm nay giờ có lửa mặt nhỏ. Đúng. Ngay nhanh đôi giấy nó có lấy một tủ kín giấy luôn. Một tủ bắn nó kín giấy trong luôn. Đó để lên một sản. Căn bản là cái nó nhanh cháy rồi. Bọt chi. Mấy chút mà cứ coi ở đấy đi chỗ này. Cho cái nói là chặt đéo nổ nó. Ừ, chém nó. Cho cái nói là chặt nổ. Nổ thịt chó là gì? Chỉ ra. Mình coi nó gãy nó rung rồi chúng dưới hết luôn này. Mới chắc là anh mời cái coi gì đây. Tranh thủ bắt giường đi. Chứ mình bảo chứ không có nên nói nữa.
chén còn đéo rơi đâu mà. Rồi có 10.000 cuốn hàng, 10.000 cuốn. Cũng rơi phần này có phần này đã. Ngon quá. Tiền đâu? Tiền thì vậy có 10.000 bò. Tiền đâu? Tiền chưa biết. Thì tư đại đi mò. Đời Nam mà có lương thôi thì anh em... Lúc đấy là làm gì đấy? Nha. Yeah. Cái clip làm việc từ đầu tháng cuối tháng có lương với làm việc. Cuối tháng có lương đi giả. Cuối tháng có lương đi mua dây với khỏe. Hoặc là năm xong ấy đã nhớ cho quản đầu tư tiền rồi. Còn có đây đất đầu tư. Không bay được lại phí tiền. Bây giờ mất điện đi là vừa đấy. Mai không mất điện là vừa. Mai nắng to lắm. Mai mất điện. Đang huy gì mà lâu đây. Rốt rồi chạy. Rồi chúng ta qua là bắt chiêu như mảnh viên đang đó. Dấu đi nghe nọt. Quả nó đang đó gì đó ta xuống nhưng mà tôi đây nhặt cho anh chị mà chị coi dùng ngoài đây vào kìa. Cường nó làm video gì ấy? Cường Vinamilk. Mày làm video cầu mấy sự. Mày làm video cầu. Ai bảo làm? Chú Quảng quả. Bảo là nắng. Nam nó nắng đấy, chú Quảng chỉ đây ra. Mai có bên kia còn hả? Có tủ kìa. Nó không có gì thôi. Đi chị. Đua đào. Không cho cái giá đi, bỏ ra để dùi cái đi áo mà dùi. Mày chạy xuống mày lấy lửa đổ rộng. Thêm 3 viên đá to kìa. Mày lấy đi. Ra tam nối xuống đó. Giáo ơi để mọi túm mệt sụp ra túm lấy người ta nhóm dài vậy đó đặt mê thì mà đừng giáo nữa dừa đang cháy thì mẹ bốn đồ quá biết gì rồi là muốn làm lính cứu hỏa nó dập mê nửa rồi nói chứ có chú Khánh chú đang tập bơi. Đi sáng nay à? Huy. Đi bao giờ? Lấy dụ ý
đuộn hư. Mới lấy cái đuộn chè bình thường thôi thôi. Ừ. Dẻo đâu nghe em nói. Dạ. Cái gì? Cuộc ra đó trẻ. Cuộc. Đây là cuộc cái cháu ơi. Vãi. Có gì mà có tí bùn này mà ăn được. Nha mới chưa mới có thời vẫn chỉ không hụt. Có ăn chứ không nhỉ? Không đấy, không cần phải hụt. Điểm đi. Chúng cứ nhặt thêm 3% gì mà. Cháu làm thức ăn. Nhìn tổ. Chúng quạt nóng thì nó cháy. Mới lấy ra một cái gì đó. Cái chì tròn mới đúng rút từ đói ra đúng rồi cái gì đó. Ờ, cũng rút chất nào được. Đây à. Ai mặt nó. Chỉ đuôi ra. Đúng rồi. Chỉ đuôi. Đuôi chê á. Cái là dao ấy kìa. Cái là cái đấy mắc đất đấy. Mẻ. Dạ. Thế đại công nghệ nó sai đủ rồi. Khối. Chết được không? Cho nó đi tốt. Mỹ. Tưởng thời đại công nghệ rồi không ai định nữa. Đấy, chắc cho nó có mũi cho mình nó dễ. Thì chặt nhanh hơn hay là bỉ nhanh hơn? Bỉ lâu rồi. Bây giờ lấy một thanh chỉ đuôi ra. Bỉ 10 em, phút. Em bỉ, anh chặt. Bỉ 10 phút. Chặt. 11 phút. Rồi. Rồi. Hả? Lấy mới nói đây em mấy bạn thì cháu cúc lại lên ra mấy cho bạn chị con thì cái cậu ở chó như nhanh nha thì nói nha bố đi chậm nước đi lên đi cháu muốn chặt cái cháu nằm được bạn được một người nó đã bắn bạn được nguy những khí giới quá luôn. Nếu nhặt lên à? Là mình chơi chơi tí nó đéo có lửa mình ăn thì không sống như. Thôi bây giờ lửa nó to sụp đây cạnh. Đi ba thằng xuống lấy mỗi thằng một viên lên nha. Ừ. Xuống lấy, tao không lấy đâu. Dạ. Lấy rốt sơn đi. Lấy rốt. Lấy đủ nữa đi. Chó đi mày viên nữa một viên nữa sơn này con mó mó ở đây hết nhậu đâu thiếu không để lên giá nó kia để gì đụt cái nó dịch dịch đụt cái viên gạch dịch dịch ra đi đụt cái viên gạch bên kia đi dịch dịch ra rồi chắc nằm một lên rồi chuẩn bị cho tôi thì đã thì con đi không ai có mùi đâu cũng đắp nè lấy cái nè để tặng cái gì cũng đắp đây đây tẹo chuẩn cái mồm
này tao có gì đó. Đi. Ngày. Vật. Nóng với lửa. Ừ, và lửa bé sạch. Mẹ khư khoảng luôn. Mẹ mày tao xuống mẹ vã một đống củi với đi cu ạ. Thì đâu? Đời, mẹ một đống nhạt hết đời rồi. Ôi. Tao xuống vã. Anh đốt ở dưới nó đéo cháy củi ngay cho. Có bọn cháy về. Nó chỉ than, nó chỉ nhúng vào dưới nó ra than nhỏ nhỏ thôi. Nó có bên đây. Nó tôm bên đây. Nó tôm tóc khó. Chả nhảy đầu trứng nhỉ. Nó. Nó tóc tao nhớ đối trứng nhỉ. Đi về đi em ở đâu? Có cái nó hư xuống. Có cái nó hư xuống. Cuối tháng làm rượu. Thôi. Cuối tháng anh em có tiền lại mua rượu về thả. Quay clip luôn. Rượu thì xin lộ bố à. Rồi cuối tháng có tiền làm xong con rượu nó mua rồi về. Thôi không không phải làm rượu này nữa. Mua mình con rượu 6-250 rồi. Bộ đang gọp đây từ từ rồi bây giờ anh chặt em đi nào lại tuổi gì không bây giờ công việc không chào cực khổ nước quả chín đắp bún này nó ngon chơi không mẹ với là mình đun cả cuối tháng mua một con rượu về mua con rượu 250 thôi. Ba lần góp tiền lại. Đào cho mới mua chưa, tao muốn chưa. Cho tao mua đi. Hả? Mày cho tao mua. Tao sử tao làm việc của tao. Ôi nhấp 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 nhấp. Tuột. Ơi toát nữa. Ừ. Chuyển lại. Đây 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 đây. Đúng rồi. Đúng rồi. Rồi, đặt xuống. Bập bùng bập bùng. Đứng 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 đứng. Á lại á. Để cho nó như thế này. Tôi nói được rồi. Thì anh em đặt ra. Làm mi đây. Mi tạp bùng ở đây. Ôi, quạt đây. Ôi, út, út, thời gian, thời gian, thời gian. Kì mắt. Mày nhìn ta cho bà này. Rau. Nó ngủ ấy. Nó ngủ ấy. Đây, 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 bắt chừng thay ạ. Đấy. Nó ngủ ấy, bắt chừng. Không ạ. Chỉ đưa ra sạch đấy thôi. Chắc đúng không Huy làm được chúng ta đấy. Cho nó nổ ra đủ đấy. Máy, đợi cái muối. Mày, đéo nể bọn cấp 1 vậy luôn. Khói ra xưa rồi, hút hút. Địt mày, mấy bọn lực mà, bọn lực khối tao năm năm cấp 1. Đi. Thôi đi. Đi nướng lại con. Thực là anh giỏi. Lúc đấy mày cũng hút được kìa. Đói, nấu lên cái hút tí này sắc cái này. Sạch. Không. Mẹ khí rơi. Tuốt ra cho vào đây đi. Tuốt vẫn cháy được hết. Thôi đố chấm dí nào rồi đòi mà đố mà chấm dí cái đó gì đây cháu ơi chị đéo can đợt cái đó gì nói nói nhà đi mà nói em tin nói em nói mà cũng được trắng chị nhớ mang về nhà hả về mẹ mày tao cũng chuẩn bị hết thôi.
nhóm lửa là con tao, mang củi là con tao, sạch gạch nó là một mình tao, bởi vì việc mang đồ ăn là thứ cũng gánh nhau con tao. Bé thằng mày bé mày 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 nhìn nó trông nó ngồi nó nhìn bọn mình kìa. Ơi! Nhìn gì đây? Nhìn cái đầu người. Em lắc từ cây mà. Mưa này nó khô. Mới bọn lực 8C đấy mấy. Ừ. Với cả khăn cu rộng bàn giường rồi à? Đã có thanh gì thanh rồi. Đã không được mấy cái gì. Đừng có xử lắm kia. Xin tớ lắm thì hơi lên em. Có sắc chết từ đâu rồi. Tăng hôm nay lại tập tành rồi. Kéo nè. Kéo đéo lên, đéo về là đồ. Thế là đéo về được. Sắc. Được, được. Đây tập bố ở đây thôi, sao tao nhỏ nè mà. Bố mày kia bố mày lại hiểu lầm rồi. Xong, cái đã chui được mụn. Rồi, đi mẹ cái đó chui mụn gần vậy luôn. Bóc mì tôm ra đi gần được cái kia. Được đó, được rồi. Đi mẹ khoái trắng đi. Ta thổi chứ ta đéo gần gì béo. Ta chỉ thổi chứ ta đéo gần gì béo. Gì béo sạch chứ ta. Được sạch chứ. Con mẹ nổ vẫn lũ nổ. Cỏ. Vẫn lũ nổ. Khoai nhéo thôi. Khoai hít đỏ. Biết là dòng thác chảy đấy. Ô ô thử vào xuống quá thử thử. Đi. Xin hơi. Nóng quá. Đấy đấy mưa thì nào cầm đôi đi mày tuột tao tao. Thử xem. Lứa rồi. Mày mất cái tim mày nhỏ mày đi quá. Bọc mấy đôi mày đi, sủi dân này. Cướng, giờ biết làm. Vinaphone. Giờ làm đi qua nó nghe. Mới nào? Ừ. Mới biết thằng nào là mới nghe làm sỏi. Chúng gì gì? Mới cả rồi. Mới cả rồi. Đúng là yêu chuyến ấy, chuyến xét. Rom rom cúp được mình ngáo à cho mì vào trước thì nó cho cả gói mơ vào nhỉ cho tất cả ơi còn còn muối mơ nữa bỏ này nữa rồi để tung kem rồi nói đi. Cho cả gói nước ấy luôn. Chị đang nghe thấy chút hiền ngồi ăn cháo cơm nhỉ. Ôi kệ em ngồi một mình bên đấy bên mình ba người. Ăn mì tôm sống đang cho gói nước ăn này. Ăn ngon thích. Cho hết cả muối ra nhé. Cho hết vào mình. Để mặt đâu.
có mặn đâu. Đang xử như nước còn mặn nhẹ. Ăn đi em. Chị được. Ăn trên lót than đó là bình lọc. Có cái chắc khoảng. Bà ca không? À, bà ca không? Để mấy cái bạn trên này đi uy. Để mấy cái này. Bác lên nhà cu nhà. Bác xuống nhà. Bác đi cu. Chào anh ấy. Bác xuống. Ngáo à? Đủ ấy. À, một thằng bác đâu kìa. Dưới nước đang ngồi. Từ từ. Ôi, mẹ chọc khẩn hoài bèo. Chọc khẩn hoài bèo. Rồi, số ăn rồi nữa nè. Thôi, cái đồ. Đồ rồi. Có nhiều. Từ từ, gắp, tất cả gắp hết vào. Đúng một tí này vào gói thôi, giả vờ mời Cường này. Cường ơi! Mời anh ăn nha. Mời à. Cốc mi a mẹ ti a. Dạ mẹ ti. Bù đà sai. Cường chạy vừa đi dậy chạy vừa đi cho cường còn ăn bơi rồi đấy. Mang tới mấy cái mưa gì vậy mà ông xem hình ảnh hôm qua chụp ra cửa nhép ít tiết rồi. Vực ra có người lối đi một cặp cọc không? Ba, có cái đảng ba xe với cái bia đấy à? Ừ. Ok, để cho lại anh xuống. Ừ. Đi chơi tối lắm rồi. Ừ, nghe bạn ăn rồi đó. Thế đi ra ngoài trên nhà nó mới. Đấy, quán đó nghe bạn sao? Tôi tao tao từng nãy đã được không? Rõ bảo. Thì lại alo cho bố mẹ. Dạ. Ăn tôm này bờ lại đáo cho ba lúc. Bù cho đang ăn rửa á. Bình tĩnh cái đó. Cuốc cho ba trông đâu. Anh em ăn rơm làm gì? Cuốc đây để ba trong kia. Ba chị. Má tao cuốc đây đứng ở đá rồi mới giặt đỉnh gồng nha. Mai nó mọc rồi. Quay cái nó để làm gì đây? Vô quay nha đi. Hả? Được tiên rồi. Ai cho ba ăn chuyển đi. Nó là mình chăm sóc nó quá. Dạ. Xin đến cho ngon đâu chắc không quay phim đâu nay quay đâu giờ đang quay đấy muộn hoặc hơn cái câu phản xạ một tháng ba tiếng này không phải là bốn năm triệu người à bốn năm triệu làm gì mà có làm đấy lại nuôi cơm nữa nuôi cơm đấy thì phải chia ra thôi mới tay đúng quý ai chú cái gì chứ? Ừ, cái gì? 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 Cái mẹ đi đồ đây lấy cơm mới được bác ôi à, cơm đổ vào được anh nhỉ rồi chơi đi không ai được cùng nhau quay thật đấy nào đúng vâng chết thế có ta rồi đúng có ta đâu Huy cháu đến 30 rồi đấy đắt mà đi ui con này có cái này có đi có thế nào đâu sao nó mới đưa lên Facebook không đưa nhà bọn cháu để đưa YouTube thôi YouTube chứ đưa lên TikTok tầng tầng lên mạng xã hội ấy. Đừng có đưa lên cần cho đến bác chị ạ. Đủ đấy. Đừng có đưa lên mạng xã hội. Quay. Quay thì nói gì bà trong đầu. Ôi bé. Tí nữa làm một clip cho bà xong. Thôi đừng có làm clip mới chết mà con nó cọc nó thiệt cuối vậy. Cứ một chó mà cứ là người ta đăng ở bên nước ngoài mày. Bên ngoài nhưng mà mở lên nó có. Tầm này nó nổi tiếng lắm đấy, chị yên tâm. Ui ép ui. Đây là cố của bà đẻ luôn. Bà biết là ít cơm gì. Đứng bà teo lại. Đứng mí luôn. Cường ơi.
mời anh ngụm nước nhá. Ai đấy à? Sắp anh cạp cạp cạp. Chúng mày có hay xuống đây không đấy? Có. Để tao con trong đâu này. Có. Ăn xong là cố cái ba lục thì ba ba bỏ hạt. Chúng nói cố khổ đấy. Video của chúng tôi xin được kết thúc tại đây nhá. Lại tất cả anh em vào những video tiếp theo. Xin chào.